Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mẹ làm bánh bò. Giờ coi mẹ quay bột nè. Bánh bò nhâm. Cái này mình ủ bột mấy tiếng rồi mẹ? 2 tiếng rồi chứ. Dạ. Quậy xong 2 tiếng là hấp hấp nướng. Dạ. Và cái bột bột này. Mà mua cái bột bột về nó bột quậy sẵn thì rồi mình chỉ pha nước thôi. Cái này mình pha bao nhiêu lít nước mà em bịch đó bao nhiêu gam nữa? Bịch này 460 gram. Dạ. Pha nửa lít nước. Dạ. Ăn đây có đường có đồ sẵn hết rồi. Dạ. Rồi mẹ lấy cái này nước dừa, cốt dừa không? Mẹ lấy cốt dừa ấm ấm nè. Mẹ bắt lên cho ấm nè cho nó mau mỡ. Yeah. Trong cái bịch bột nó có cái túi men nha cả nhà. Có men nữa. Đó, mình quậy vô bột với lại nước cốt dừa. Mình không quậy nước cốt dừa thì mình quậy nước. Nhưng mà nó không ngon bằng nước cốt dừa ha. Hoặc nước dừa xiêm. Anh lấy cho em đi. Người ta thì giải nước không à mà mình quậy đều đi còn nhiêu mình cho vô xa. Nếu mình không có nước cốt dừa quậy dừa xiêm ngon hơn nước lã. Dạ. Và mình để khoảng 2 tiếng đồng hồ mình mới hấp thôi mẹ. Nè mẹ làm ấm ấm khoảng nóng nóng tay cũng như cỡ đó, khoảng 30-40 độ ha. 30 độ ừ. Cho nó ấm để bột nó nhanh nở ấm ấm dạ. Cái điều còn như nước đổ vô đổ hết nước quậy nó không có điều dạ quậy về nó mới điều. Hôm nay trời mưa tầm tã không biết chiều nay sao đây thấy trời âm u quá. Mẹ đổ bánh bò cho mẹ bạn của Xuân Hùng mà không biết chiều nay sao đây. Bữa rồi thứ mấy? Bữa thứ rồi thứ sáu. Thứ sáu rồi mưa vô á. Hôm qua kia cũng mưa, hôm nay cũng mưa, quá trời mưa luôn. Giá giờ mưa lát chiều hết mưa được. Còn ấy thì không biết làm sao nữa đây. Cho mấy bạn hàng xóm. Mấy hàng nhỏ hàng xóm. Cái bịch bọt này tiện là trong đây nó có đường sẵn luôn. Dạ. Mình chỉ vô nửa lít nước là được rồi. Tiện quá ha mẹ. Chút mình pha màu không mẹ? Mình muốn màu thì mình bỏ màu. Chút mình pha màu đi cho nó đẹp. Mình muốn lá dứa hoặc là lá dứa. Yeah. Mình muốn màu lá cẩm. Lá cẩm. Quay cho nó đặc đặc gì cho nó mịn. Mình bỏ vô một lượt. Nó không có mịn. Nó không mịn mà nó không trâu nữa. Mình tiện ha. Dạ. Yeah. Mịn ngon quá à. Bột mẹ quậy nó mịn hết trơn. Còn nếu mình sợ nó ốc thì mình lấy cái rây rồi rót. Dạ, lấy rây mình lượt lại. Lượt qua. Để mình nhắm không được thì mình lượt qua rây. Dạ. Đây thì chắc hơn. Mình vô nửa lít nước như vậy đằng lát mình có vô nữa nè. Không, lần này thôi. Thơm quá, nó cũng vừa thơm quá. Mình đánh vậy cũng lên bông bóng nè. Dạ. Mà bánh bò á hồi kia mình nhồi càng nhiều hả nó càng dẻo. Dạ. Hồi mà mình hồi đó mình không có vô một nước như vậy. Hồi kia mình nhồi mình là bột cái mình nhồi với bột bánh á. Dạ. Mình phải nhồi càng lâu bột nó mới càng dai. Dạ. Đây, ủ ngày trước rồi ngày sau mới đổ. Ủ men trước. Rồi mình mới nhồi vô bột mình chờ hả bao cái đồng hồ nó lên rồi mình mới cho nước đường vô rồi nó ụt tim mình mới hấp. Dạ. Mình nói làm gì đó. Rồi ha, điều rồi ha. Dạ, mình lên rồi mẹ. Còn mình nếu mà thấy không mịn thì mình lấy cái rây lượt. Cái này thấy mịn rồi, cái này là bong bóng lên. Dạ. Thơm quá. Tại vì người ta vô đã đủ hết rồi. Dạ. Chừa lấy miếng này lắc rồi thôi, mình vô miếng lấy dưới đó. Dạ. Vậy đó. Chừa lấy chút nước này là chút mình vô. Dạ. Ai lắc lên đây rồi anh. Rồi, giờ mình ủ đây đi khoảng 2 tiếng đồng hồ nó đổ ha.
để chuẩn bị màu. Lạnh rồi nè. Dạ. Nó nguội đều nè, đầy lại. Cái cắm ấm tay. Vậy về khỏi cây. Nó mạnh rồi. Bột nó ra đều rồi. Nó không có bị ốc trâu thì mình sẽ khỏi đây. Nếu mình làm hỏng cái mịn thì mình phải rây cho nó không bị ốc trâu. Được rồi đó. Dạ. Cho nó chơi gì đó Xuân hả? Mẹ chơi mẹ chơi. Hả? Con nói cho nó nói theo á hả? Ừ. Con khỏe chưa? Xuân Hà khỏe chưa? Con đi ngủ rồi. Ai đi ngủ? Mẹ con ngủ. À, mẹ hỏi con nè, con khỏe chưa? Con khỏe rồi. Con còn sốt không? Con không có. Con không có sốt hả? Dạ, nó ngủ kìa, nó ngủ hết kìa. Con hết bệnh chưa? Hết bệnh rồi. Hết bệnh rồi hả? Mẹ bỏ tí xíu muối vô. Nếu mà ăn thì mình ăn với nước cốt dừa, còn thì mình ăn với me không được nữa. Chút xíu đường. Bỏ vào cái miếng bột nữa. Lắc nó nguội cái nó làm thêm. Được rồi.